Oh, xin chào tất cả anh em nha. Nay hàng về rồi, hàng Tiki về rồi anh em ơi. Nhớ hôm bữa mình có đăng trước cái bài đăng là cái bộ 100 con nhái giả, dùng 100 con mồi giả câu cá anh em. 210 mấy ca đó, cũng quên rồi. Nay hàng về rồi. Đây, hàng đây. Tên hàng đây, Tiki. Tiki công nhận giao hàng rất là nhanh anh em ơi. Mình mới vừa đặt mới có bữa thứ hai. Giờ hôm nay thứ ba là nó giao rồi. Này. Đây mình thì không giấu địa chỉ đâu, tại vì mình bán đầu câu mà. Đây có địa chỉ cụ thể của tiệm mình luôn nè. Anh em có cần thì cứ lại tiệm mình mua đồ ủng hộ nha. Bên mình thì chỉ bán tại tiệm thôi chứ không có ship hay là gì đâu. Anh em cứ lại lựa thích nào mua món đó. Mình không thích bán hàng online đâu, nói chung là dạng online dạng ship hàng á. Ok. Đây sẵn có địa chỉ luôn nha, mình không có giấu địa chỉ đâu, mình chỉ thôi. Rồi thì đây là một cái 100 con mồi giả câu cá này nè, của Tiki, mình mua trên Tiki của Ninja giao. À, gói hàng nói chung cũng cẩn thận á, đẹp, cũng nặng nè nè. Thông số trên đây ghi là 0,3 kg nè, 237.000 luôn, tiền ship luôn rồi nè. Rồi ok, giờ mình khui nữa nha nè, khui hàng chút xíu, đi lấy cái dao một cái. Đây không có cái dao, mình có cái kéo, cái dao mất tiêu rồi, lấy kéo gọt đỡ đi nha. Ok giờ khui hàng thôi. Đây 100 con, mình đếm đủ 100 con không nha, nếu 100 con là tính ra là rẻ lắm luôn á. Gọt đây đi. Đấy. Trên này bây giờ có nào nữa không? Hai ba khui. Wow, thấy chưa, chưa thấy gì hết, mình thấy đó, quá trời luôn, một đống luôn rồi. Rút ra thôi, một vào rút ra thôi. Ê, hai ba khui hàng. Wow, trăm con ta, sao thế quá vậy, trăm con không? Khui nó ra cái cây nè. Đây cái này để lên đây đi. Đó. Thấy chưa? Khui hàng. Để đây cao quá. Dục bơm bơm. Đấy, chỉnh cam lại xíu. Đấy. Ok chưa? Hôm nay một con. Ủa? Sao cái lưỡi nằm trên đây? Ý không phải nó gì nè. Đó. Cái gì nè. Ủa cái mỏ ở đâu? Kìa. Con gì ngộ rồi. Lưỡi vậy mất cỏ rồi sao? Thôi cái đồ móc ở đâu trời. Kệ đi, để qua bên. Một con. Thế à, mình đi ra một con nè, để đây đi. Để bên này nọ, mình theo bên này đây. Đây con nè, con mấy con bự. Hai con thứ hai nè. Thôi ra luôn. Trời ơi, bỏ bịch lưỡi câu dính tùm lum. Đây là con thứ hai nè. Con này chắc đi câu cá chẽm quá. Chỗ nào thử đi câu cá lóc thử dính không. Hai con. Con thứ ba. Con này là con gì đây? Con này có nó chẽm luôn rồi anh em. Đây ra cỡ lưỡi móc, thêm chút móc tài. Này. Đây con nữa. Con này. Con gì ngộ ta. Chắc cũng câu cá chẽm thôi anh em ơi. Đúng rồi, chắc để câu cá chẽm thôi. Bỏ qua bên đi. Ba con. Con này nữa. Con này đánh cá lóc được nè anh em. Con này đánh cá lóc ok nè. Con này nè. Con này kéo nè, cái nó chiếu chiếu cái này anh em. Chiếu lắc vậy nè. Đã lắm. Câu cá lóc cũng được. Hôm đó mình có câu thử con này một lần rồi, dính được con. Rồi, bốn con. Con thứ năm coi. Đây con thứ năm, mình lựa mấy con bự trước đi. Mấy con bự trước đi. Đấy. Đây con nha. Con nhỏ. Đây con nhỏ xíu luôn. Con này chắc câu cá chẽm nè, cá lóc mới câu được không nữa. Chưa thử, để bữa nào mình thử cá lóc coi. Nhìn cũng đẹp á. Con này biết mua ngoài như 10.000 con không ta. Để nó qua bên đi. Tiếp theo là con
Con gì có chút xíu vậy? Trời, con này con nghe bầu. Một xíu à, móc ra luôn. Con này bằng thun anh em ơi. Này bằng thun. Giờ đã lắm. Mì mèo à. Đấy. Quay nó lên đây đi. Ủa, con này có lý nè, này mềm mềm nè. Giống nhái nè, mà chắc coi bộ hình hình này chắc bị dướng cỏ anh em ơi. Nè à. Anh thấy chưa? Cái lưỡi lội lên nè. Đó. Đấy. Em thấy chưa? Con ngộ quá. Vậy là quăng là dính gác ả luôn á. Rồi. Làm dưới. À, mấy con ta quên rồi. 2 4 4 5 6 con rồi. 6 rồi. 6 con, 6 cái bịch. Theo đây con nữa. Con thứ 7. Trời đến tới 100 con cái gì nào trời. Dạ. Con thứ 7 nè em. Con thứ 7 này giống cái con nãy quá. Này. Đây con thứ 7 nè anh em. Cũng giống như con này thôi à, mà cái màu khác thôi. Ok cho nó qua nhanh đi. Mới tính rồi. Đó. À. Ê còn con mập lù nữa nè. Con này khác nè. Con nằm ú nu nủ luôn à. Sớm mình đi làm thấy ông kia cũng cầm câu lua, ông lua cái con cũng mập mập giống vậy nè. Đấy. Con này con gì đây? Ngộ quá. Không biết nhiêu tiền con nữa. Để mình cũng tham khảo giá từ con này luôn á. Móc đây. Ok. Bố qua bên đây. Con gì đây? Dây. Dây này không biết làm gì luôn. Rồi cho nó qua bên luôn. Tiếp tiếp. Đây con nè. Wow, con này nhìn đẹp vãi nè. Đẹp chưa? Con này chắc cũng câu cá lóc được mà. Mình sẽ test hết mấy con này chắc hết cả năm nay luôn anh em. Rồi cho qua đi, tím từ từ. Đấy. Mấy con này họ tính sao đi? Thun, họ chốt chốt tính. Đây. Con này, kêu con Binner. Nhìn cũng gành nữa. Thì có cái lưới câu nè. Cái này chắc câu cá phi vậy anh em ơi, chứ câu cá lóc không được đâu. Đang quay bằng cái cây game bộ nhưng đang quay nó hết pin anh em. Lâu quá không sạc. Nên nó hết pin cái nó chết máy luôn. Em mình thấy con thứ mấy rồi ta? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 con rồi. Thì giờ tới con thứ 11 nè. Tới con thứ ủa. Sai rồi, 2, 4, 6, 8, 10, 10 con ngó gà. Đây, con thứ 11 thì giống như mấy con kia luôn. Cho qua. Đây, con thứ 11, 12. Có đuôi nè. Có đuôi, có cọng lông nè. 12, 13. 13 nè anh em. Đấy, y chang, mấy con này y chang. 13. Tới mấy con này nè. Con bọ. Con này con bọ. Đếm con bọ nè nè. Mình đếm con mình đếm từng ngăn trước nè. Rồi đủ 100 luôn nè. Con đủ 100 kiện xốp ạ. Đấy. Con tép. Con này con tép anh em. Tép cháu á. Nào là thử lấy con này ngâm với tép cháu xong mình đem câu tôm thứ coi. Anh em. Con tép nha. Tép. Rồi ok đếm nè. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. 8 con nha nè. Tiếp theo đếm con này. Trời ơi, mấy con này ngọn ngọn mềm mềm giống cục rau câu ghê nè. Đấy. Đây là con giống con chuồn chuồn nước anh em. Con chuồn chuồn á. Đây, đếm luôn. 8, 10, 8 với... Hồi nãy đếm nhiều quên tiêu rồi. Mà nãy 13, 13 với này 8 nữa là 21. 21, 22... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Con này bên đây nè. 29 tới con này nè. 29 này. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 rồi. 37 rồi, 37 rồi. Nhớ nhớ anh em không quên á. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
45 rồi. 46. 46 rồi. 47. 48. 49, 50, 51, 52, 53. Tiếp theo cái con màu đỏ. Con màu đỏ nè, 53 rồi. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Rồi tình hình không đủ 100 rồi. Hay nữa nè. Điểm cái này luôn. 61 này nè, nhận 61 nha. Điểm này. Trời ơi, trời con chuồn nè. Con chuồn ngổ ra. Ủa cái này là mỗi khúc là một con đó ta. Vậy á, vậy là cái này là hai con rồi nè. Tính vậy đi. À, 61 rồi, 63, 65, 67, 69. Ok, 69 nha nè. 69. 69 là giờ tới cái này. 70. 70 rồi, 71. 72. 73. Em bà đến đây đi. 74. 75. Với mấy cái lưỡi nè em. Tính luôn lưỡi 100 luôn ta. Em đếm thử đủ 100 nha. Nên 75 rồi. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Mới có 84 rồi anh em. Giờ sao? Đếm luôn mấy con này hả? Đếm luôn nha anh em. Thử đủ 100 không? 19. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 100. Không biết mình có đếm lộn rồi nè. Hay có đếm lộn số nào nữa. Vừa đếm mà vừa nói chuyện nó quên. À, cũng như 100 luôn rồi, tính luôn mấy cái từng cái mani nè, từng cái lưỡi nè. Đây từng cái mani với từng cái lưỡi luôn nè. Đấy là 100, nói chung cũng đủ, nhưng mà để mình kiểm tra lại giá. Giá của mấy cái này. Rồi mình sẽ review từng con anh em nha. Như mình có dịp mình sẽ review hết, nhưng mà tạm thời giờ chưa. Tính luôn mấy này hơn nè anh em. Hơn 100 nè. Coi như mình có đếm lộn đi. Có đếm lộn như 100 đi. Tại nãy đếm quên, anh em xem video chắc nhớ mình đếm lộn khúc nào mà. Rồi ok. Chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo của mình. Thì mình nói chung cũng làm xong rồi đó. Review review một đống luôn nè. Trời đất ơi. Nhiều 200 mấy ngàn con coi lại. Đây ship luôn là 237 ngàn. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo của mình nha.